quay thôi nha, đừng up Facebook nha. Đây nè, cái đây là một cái căn nhà nãy giờ nói mà quên mở máy. Giờ mới mở hả? Giờ mới mở nè. Vậy là từ nãy giờ chưa quay đúng không? Chưa quay. Đây là ngày hôm nay là lên đây để các ông, các bà, các cô, các chú, các anh chị em tái định cư nha. Tái định cư. Nhà này quá đẹp luôn, mình có nằm mơ cũng không thấy. Trời. Đẹp hơn nhà tôi đang ở luôn á. Trời ơi, nhà tôi còn cái trái này không, còn không có nữa. Trời này có hòn non bộ nè. Có gì đây nhiều? À quên dậu. Hai chiếc con Mercedes. Hai con Mercedes, một con SH phải không? Một con SH. Ba chiếc Airblade. Trời ơi, ba chiếc Airblade. Nhà này là hình như là tới 5-6 phòng ngủ gì á. Có cả Uxin nữa nè. U chùa trời, Uxin. Đó. Rồi, cái này là lễ vật. Khung cảnh hữu tình. Còn đây là bà chủ đất. Bà chủ đất. Quý vị cứ ra đây mà nhận ha, không có gì hết, mình giao lưu nhau thôi. Chẳng qua ở hai cái gì gọi là hai cái hai thế giới khác nhau, chứ còn thì cũng như nhau thôi. Không ai thấy mặt mũi luôn. Ông thầy này cũng là bạn. Nói thực sự là tụi tôi là nào giờ mới làm chuyện ấy rốt quạt. Cái gì mà không biết hả? Mình không biết thì cũng quý vị cũng tha lỗi cho quý vị niệm tình mà về cái ngôi gia này mà cư ngụ. Rồi được thì siêu thoát luôn chứ ở đây làm gì chứ mà. Mình chờ nhang đèn hết. Nhưng mà chú Thiều đem ra hả? Thì ổng đem ra kìa. Đáng lẽ là giờ phút này á, là ở chỗ này đã có hình thành một cái khu dân cư rồi, mà nó nhiều khi là nó chắc cũng chưa tới duyên. Để đợi thầy Thịnh. Chưa tới duyên thì nếu như để coi biết đâu nó về tay một người khác thì nó tốt hơn. Và căn nhà tự nhiên mình hình dung mình là cái người nhỏ vui vô nhà đó ở không thấy đã. Vậy là mình đi cũng thích ở đây. Khu biệt thự của ảnh cho nên ngồi cho trời qua hái cây chia hai bên cái cây đá ngồi. Đang cầm ra kìa. Không cũng may mắn ha. Trời đất. Trời rất là đẹp, không đó quá là... nắng mà cũng không có mưa. Đi muốn chết luôn, đi quá trời luôn. Cắm nhà. Rồi trong này. Mình lấy một cái này cắm nhà.
cắm lên không, bây giờ chút cắm vô trong trái cây cũng được. Để làm gì? Cắm nhang tao đem vô rồi mà chắc để quên. Cắm vô trong cái bình đó không được hả? Thịnh nói là thịnh 12 cây một lúc sợ nó chặt quá nó đủ quá thịnh 12. Được cây, được đủ được. Đủ. Cây nó nhỏ bé. Còn lại xíu nhiêu đổ vô đây. Dạ. Cần gạo cho mày coi. Nói chung là bữa nay cũng là thầy bà gì cũng là người nhà. Quan trọng là cái người mà đứng ra thì nó có một cái connect, gọi là gì, good connection á. Mày ta có biết nghe tiếng Anh không? Mày chắc ở đây có người không biết nói tiếng Anh không? Không thì ta hỏi vậy á, chứ mày nói tiếng Anh rồi mày phải giải thích luôn tiếng Việt luôn. Nó có một cái kết nối tốt, kết nối tốt. Ừ. Wi-Fi 4G. Thịnh đổ đây nè, Thịnh đổ đây nè, lát mình rải sao. Thì như vậy nó có cái sự kết nối tốt mà lòng thành là chủ yếu. Đúng rồi. Để cho mọi việc nó suôn sẻ đi. Thấy cắm đây thấy cũng thật ra là lòng bay không, nó càng gió nó thổi lại rớt liền hả? Hay mình để tựa nó vào. Cho gạo vào trong đó, cho nó đậm lên. Một xíu gạo đây để làm gì anh? Trời ơi. Có được không? Sao cũng được, miễn sao rồi cắm, tại vì nó không có lọc cái đổ. Tại mình thấy đổ cái đầy gạo đây là cắm lại đi. Không nó cắm gạo. Được. Nó không đủ chân á. Tại sao cái nhang nó làm dài vậy? Được rồi đó, đổ bao nhiêu đó cả là cắm được rồi đó, không có đổ không đây. Không sợ nó gió nó thổi á. Không thổi. Mình nên để tựa nó vào. Có trọng lượng anh nén xuống nên đỡ hơn. Chứ bình không thì chắc là gió thổi không không chịu nổi. Thực ra thì vấn đề tâm linh nó là những cái mà người ta không thể giải thích. Không thể giải thích bằng cái sự logic của khoa học. Hãy cho thêm chút nữa. Nó chắc hơn. Cái gì nó thuộc về tâm linh người ta không thể dùng cái logic của khoa học để mà giải thích được. Cần phải xài đến mũi nó để cho nó gọn lại. Đứng thẳng. Nói chung bọn mình là bạn học với nhau hết, cô chủ đất, Hồng, Thịnh đều là bạn học với nhau từ hồi trung học hết. Thêm thằng con. Con nuôi. Thầy bà gì đây toàn là bạn nhau thôi. Nhưng mà nói chung mình lòng thành thì rất là lòng thành. Lòng thành là cái chính. Tự vì lần đầu tiên tụi này làm chuyện này không á. Là lần đầu tiên làm chuyện này. Bằng tất cả lòng thành. Không có cười nha, để cho Thịnh phấn đoán.
xuống cho một lần luôn. Thôi mình đặt lên luôn. Đặt lên cái đó mình đặt ngang ngang qua đó luôn. Thôi mình đặt lên luôn để cho nó lấy cái mình đợi nhang tàn chút xíu mình mới đốt hay là đốt liền. Tại cái này khó cháy lắm chú. Cái này bỏ vậy mình cứ đặt lên đây để. Không, tại chú đặt lên đây là sao nói nè. À như để nó lên đây luôn. Nghĩa là mình có ở dưới nó bay nó bắt lên chứ. Đúng rồi. Không. Ở dưới nó bốc lên tại lửa ở trên mà mình để này. Ở dưới nó cháy lên chứ ở trên sao nó cháy xuống được. Giống như em để cái này nó sát với cỏ là nó sẽ không cháy. Ý Thịnh nói vậy. Cháy, cái này cháy vực ở trên là bắt đầu cháy thụi rồi. Rồi, rồi. Em bỏ sạch lên thôi. Cái này sợ cháy nó coi chừng cháy cỏ không ta? Không, cháy cỏ cũng đâu có sao đâu, đây đồng trống mà. Mình khấn đi. Nhiều khấn đi, nhiều chú ý lắm nha. Được chứ. Nhưng mà hay là đợi. Chưa đi. Chưa đúng không? À, nếu khấn đây thì là 9 cây. Hồi nãy Hồng 9 cây. Hồi nãy Hồng có chụp riêng cái nhà không? Có chụp. Hồi nãy quên chụp trước. Chụp rồi. Tháng 9 nó sẽ có biết. Không biết có trùng hợp với cái tử vi của Hồng không? Đừng để qua tháng 9 là nhiều giải quyết chuyện gì. Đừng để qua tháng 9 âm lịch đó hả? Chuyện này á hả? Thì bây giờ mình cúng rồi nè. Không, có nghĩa là cái chuyện miếng đất này nè. Nhưng mà nhiều khi cái đó là do người ta chứ đâu phải do nhiều. Chứ không. Giống như nhiều muốn bán hay là nhiều muốn tiếp tục làm á. Không, có nghĩa là mình phải tiến hành á. Tiến hành hả? Tiến hành thì thật về giấy tờ á thì chẳng có tiến hành được cái gì hết trơn á, thì giờ mình cũng đi nộp đơn lại vậy thôi. Còn nói chuyện với nó thì có nghĩa là nhiều có thể kêu nó ra nói chuyện trước tháng 9. Tức là mỗi cái việc mà mình nói chung là người ta bảo là đừng có để qua tháng 9. Yeah. Mình phải tiến hành trước đó để mà người ta có thể dàn xếp cho mình. Bây giờ mình cũng đã tiến hành cúng đây là người ta cũng có ơn với mình, có ơn người ta thì nói chung người ta sẽ giúp đỡ ngược lại mình để cho mình tiến hành. Nhưng mà đừng qua tháng 9. Tính dương nha. Chết cha, tháng 9 dương là bữa nay tháng 8 bạn rồi. Còn có tháng sau. Thì chắc là cũng chỉ đi điều đình thôi hoặc là thì nói chung là cũng nói chung là khởi động một cách cụ thể chứ đừng có kiểu chung chung nói chuyện rồi đi ai đi về. Nghĩa là mình phải nỗ lực hết sức á. Vậy là phải tập trung quá nhiều. Tất cả những cái mối quan hệ nào là mình phải tiến hành là gặp gỡ hết. Là giờ đốt chưa như Thịnh ha? Để cho nhiều cắm phía trước á. Cắm xuống đất phía trước rồi chính thành. Rồi mình nguyện gì xong đã rồi mình muốn cắm. Cắm xuống dưới đất hả? Chị nguyện chứ ta. Nguyện cái gì thì nguyện thì tùy có nhiều rồi cắm phía trước. Cho cô cái gì theo cái hướng bắc này nè. Cô cầm đây đây có con thật này.
dưới đất hả Thịnh? Cắm một chùm luôn hay là cắm một rồi? Chùm luôn. Nó bén dữ lắm. Được rồi, ta cháy rồi, nó giấy mà không cháy xịt. Nhưng mà mình cần cái quan tâm hơn về mình đắp này thôi. Đừng có kiểu là giống như sẽ bỏ thấy đó. Thì người ta mới có cái điều kiện để giúp đỡ mình. Rồi, mong mọi người có được nơi ở mới. Rồi thì cũng siêu thoát đi. Xíu chị thấy còn cháy mạnh không sao.